Lô, nhân hơi CEO, lô mọi người nha. Cái xa giờ lên đầu phép có đánh được, đánh gan cao, đánh được nhưng mà không có mạnh bằng hồi trước á, bị nép hơi nhiều. Wow, thì hai con khó chịu đi. Khó chịu để biết cái xa luôn. Lát em bé, ba xì. À, tập trung làm một, cộng một video nè. Có một video cây xa cho kênh nè. Hay mượn xe hay nha. Thì nó mất em anh đau lắm, đau thật khổ. Đau sao ngồi chơi game vậy? Đau thì không khóc đi, ngồi chơi game làm gì? Oh shit. Đánh trộm rank Hàn đi đơ. Không có mày này mới được nét nha. Trời ơi, sao phải năm đúp hụt được vậy ông ơi? Tôi nể ông luôn á. Mắc cỡ quá hai ơi là hai. Ngày hôm nào chia tay em nói những lời xin lỗi em đừng buồn sầu. Em cảm thấy thương đau nhưng chúng ta không thể nhau. Con đường em đã em đi suốt đời. Qua hết rồi. Bị hất tung ta. Đèn tín dụ bò lát combo cái lát alley à, bị hất tung. Không cho mạng đơ luôn vậy. Ác với đờ thì chứ. Game nhàn quá, vô farm tìm gánh nè. Em đánh em cover AD farm á, làm sao AD farm được là nhiệm vụ của em thành công rồi đó. Xong em đánh em sức bọt thì em mở thôi. Với mấy con mở thì em mở, với con búp thì em đứng sau em búp. Cắm mắt kiểm soát tầm nhìn cho team. Em cố gắng em giành được nhiều lợi thế nhất có thể cho team là thành công. Phải tiếp phục.
Dominating. À, thì bên kia cái mắt ác vậy. À, sao mình lại để nó combo ta? Sao mình lại để nó Willard ta? À, để nó Willard dở thiệt. À, sao đắp hụt hoài ta, gửi đắp hụt hoài ta. À, gửi đắp hụt kìa. Hai pha gửi đắp hụt cây chưa. Dở, 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 đợi dở. Lấy hụt nữa. Gì trời. Trời ơi, làm sợ ngang, làm sợ xỉu xỉu đau luôn nha bà. Mắc cỡ quá hay ơi, hay làm. Giờ tới đây. Ok là còn một clip rồi đó. Thì đó nó làm anh sợ mà, nó lao ra ban ra như thiệt, nó tự sắp chết tới nơi đó. Nice. Nên là chưa subscribe kênh cho tôi xin một subscribe nhé.